anh ba gai là bị đó. Anh hai với anh Lộc là bẻ gai hết. Ủa, đâu, đâu, đâu. Ủa, ơi, quá rồi. Ba con, bốn con. Ồ, 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 đâu, 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 đâu. Ôi, ơi. Rồi. Dạ, Tùng xin chào quý ông bà, cô chú, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của Tùng nha. Thì buổi trưa hôm nay Tùng đang trên đường đi ra ngoài bè để cùng anh chị hai đi thả lưới cả nhà. Hôm nay thì có nước lưới neo. Lưới neo là loại lưới là thưa một màng, anh em mình sẽ thả sát đáy sông. Dọc đường thì hôm nay mình gặp một bầy vịt, lâu lắm rồi mình không thấy vịt đó cả nhà. Cái con vịt này thả lan, người ta nuôi thả lan chứ không phải nuôi mà gọng nốt nhốt trong chuồng, thả cho nó đi ăn tự kiếm ăn. Vậy rồi thì bây giờ mình ra tới bè cả nhà. Trưa nay thì nước còn lên mạnh quá nên ở đây mấy anh em mình ngồi để chờ nước, canh con nước nó dịu dịu anh em mới bổ được. Tại vì khi mà nước nó trôi nhanh á thì mình bổ lưới xuống nước nó sẽ cuốn tay lưới trôi đi xa hơn, nó sẽ không rơi ngay cái điểm mà mình muốn bổ, nó sẽ bị trôi lưới nha. Ông thấy cu này cái dữ không vậy? Cu này gáy nãy giờ đó. Mình đi lại cho nó sợ. Canh gì vậy? Canh canh Mà Vinh hả? Mình nghĩ mình phải tới rồi. Qua đỡ không? Nó chịu qua. Lý ha. Biết sao ngày hôm qua còn nói sâu không? Dùng nước bốn lực mở cánh tay rồi, dùng bốn ngữ xuống bay cho nó đỡ đường tay. Hello cậu Út, hello anh Lộc. Giờ đây thì mấy cậu cháu mấy anh chị em mình ngồi chờ nước cả nhà ơi. Chị hai không hello mà có đời chí hú. Thì còn đây là cái phần quà, phần kẹo mà Tùng vừa nhận được của cô Phượng ở Cali. Cô Phượng nói thì gửi cho mấy cậu cháu mấy anh em mình mớ kẹo sô-cô-la. Hôm nay thì cô Phượng đặc biệt gửi cho chị hai. Em cũng được một hộp giống vậy đó, nhưng mà ở nhà mấy đứa con em. Dạ. Dạ, chị hai cảm ơn cô Phượng ha. Ở nhà mấy đứa con em đang ăn hết trơn rồi. Khui ra nó làm rồi. Chị hai ơi, bây giờ thôi vậy nè. Tại vì ở đây á, thì cô Phượng có dặn á là gửi cho mấy cậu cháu mấy anh chị em mình chia ra người về cục ăn để lấy thảo. Thì chị hai thì cô Phượng gửi đặc biệt một cái bịch kẹo, hộp kẹo đó. Em cũng được một hộp kẹo đó đó, em ở nhà, để ở nhà rồi. Thì còn đây là phần bây giờ chị hai gửi cho mấy cậu với mấy anh em đi. Anh Cú ơi. Anh Cú. Thằng còn cái bọc ra trong này nữa nè. Chị nói nè. Anh cũ nữa nha. Phan, bây giờ không có, bây giờ quên nữa. Còn dư không ấy cho chị ba nữa không? Chị ba với Phượng. Bây giờ nè, không mấy đạt với cổ một hộp vàng đó thôi. Còn mấy bịch đó thì thêm cổ Út đi. Cũng được. Hai chị hai. Bây giờ sao chị trừ một hộp, một hai hộp đi, một hộp đi trên chị ba với lại anh cũ. Sao chị là chị bố trí rồi. Chị bố trí đi. Em bởi vì em mới kêu chị từ từ, chị chưa chân chị chia. Chị phải nhìn. Chị phải nhìn số người. 2, 4, 5. Để chị hai chia kẹo cái nè. Chị hai giờ như là ông già Noel. Chị kẹo. 2 4 5 6 7 giờ đủ luôn bộ. Ai cao á. Dạ. 5 cục. Cục gì? Cục cơ. Tôi chết lại rồi nha. Bả nghe tao hỏi cái lẹo lử liền rồi đó. Tao bắt là chính xác. 5 cục. Ơi. Đừng chơi rồi. Tiết cho mấy chú lùn mà sau này mà tiết còn lùn có mấy chú nữa. Em đồng chi đủ. Đồng chi đủ. Kẹo con trai mà nghe qua tưởng con gái này là anh dặn. Phan cái này thì anh cũ nè. Cái này chị Kim Anh nè. Đúng rồi. Cái này của chị nè. Đúng rồi.
chị 5 cục nè. Chị 5 cục nè. Đây chị 5 cục nè. Dạ. Cái này dư rồi sao? À, anh cũ chị ba chưa? Nè anh cũ. Rồi cho đây còn mấy cục kia chưa nè nào. Quên đây 5 cục nè. Chia phần. Anh cũ qua đang cho cá ăn cái nhà nên chưa vô chút xíu nữa anh cũ vô mình gửi cho anh cũ sao. Dạ rồi. Thì còn cái kẹo này á mình ăn ở đây đi. Chị hai, chị banh banh chị lặn cái bọc xuống cho mẹ mày. Được rồi. Đi. Tưởng con gắn qua nè. Con ngoài cốt. Cái nó để vô cái đợ thùng này mà nó sao hết lạnh. Ăn liền ha. Dạ cái này ăn liền. Chừng. Cái này cái nó lấy cái để vô vậy cái nó lấy tấm nó cái nó dặn lên. Nó dặn lên xong con tớ nó là cái con gì? Con gì? Dạ cái tấm nó còn lộn con gì. Một cục cái gì? Dạ. Là một hộp. Anh nha. Rồi vô nghe nhé. Cái này giống lộn hộp hả cô? Phượng tát ăn cục kẹo cho vui với cô Phượng đi, cô Phượng gửi quà cho anh em mình gỡ đi. Được rồi thì giờ thôi vô ăn kẹo nha anh cú, cho cá xong vô ăn kẹo nha. rồi thì giờ quên để lên đi nha. Rồi sẵn đây nhận được quà của cô Phượng, anh mấy cậu cháu mấy anh em con rất là cảm ơn cô. Sẵn đây có viên kẹo con mời cô Phượng với quý khán giả ăn kẹo chung với mấy cậu cháu mấy anh em con cho vui nha. Vô cổ quay vô vô rồi một lần nữa mấy cậu cháu mấy anh em con cảm ơn cô nhiều. Thì hôm nay em nước lưới neo quá, đợi chút xíu nữa mấy anh em con mấy cậu cháu con đi nhân lưới này chắc cũng tới tối á nhờ. Mình đi sớm là mình tranh thủ nước á, giờ nước cũng không biết gì, mình phải đi trừ heo giờ. Rồi sao rồi cái hộp kia? Còn không em. À đây em mà không bật máy kịp á là đâu có thấy cái khúc này. Sao? Tăng cỡ. 5 cục. Thôi. Rồi sao? Đâu dữ vậy? Mấy cục ai? Mới có 6 cục hả? 10 cục ấy. Chi vậy? Có 4 mày coi 6 cục được rồi. Được rồi, con cũng đã gửi kẹo cho anh cũ rồi cô Phượng ơi. Rồi cảm ơn cô Phượng nhiều nha. Dạ. Này chúc mấy cậu cháu mình ai cũng trúng cá nha. Chà, có lý ta của mình đặng dưới tá. Sau một hồi ngồi chờ nước thì bây giờ mấy cậu cháu mình đi bổ lưới cả nhà. Cổ của em đẹp xuất phát rồi kìa. Bây giờ thì tới phiên anh Lộc cùng với anh chị hai mình xuất phát. Thank you.
ơi. Giờ này anh em mình lên đường đi cuốn lưới nè. Cùng mời cả nhà đi bắt cá với anh em mình nha. Giờ anh em mình bắt đầu kéo lưới lên. Chúc chị Hai bắt được con cá ba sa cổ. Có ba sa cổ là cắt lưới nha chị Hai. Không bé dai nha chị Hai. Đó con gì? Đó. Rồi. Ở ngoài xa vậy mà cũng thấy cá này ha. Cũng là cá nữa ha. Xuồng lưới vừa chạy ngang á là xuồng lưới của anh Phúc đó cả nhà, anh Phúc của Tùng. Hôm nay anh Phúc cũng có giăng lưới neo nữa. Thấy anh em mình đi cuốn lưới rồi anh Phúc cũng tranh thủ cuốn tay lưới của mình. Hình như hôm qua bọc nhiều quá chị Hai chạy phải không chị Hai? Chạy lên đây không chị Hai? Chút xíu à, bọc ngoài trong này chút. Chạy đi, nay anh Phúc dính con Hugo mời mình xíu lại. Chịu không? Không hả? À. Hôm trước anh em mình đó đi quýnh bánh mới. Mà quýnh ngay bọc không à. Thì hai bữa đó cái gỡ bọc một hồi, gỡ hết nổi luôn. Luôn luôn. Đó, dưới nặng rồi. Dưới nặng rồi cả nhà ơi. Đó, cái đặc thù của khúc sông chỗ anh em mình hay bộ lưới là vậy đó, dướng nặng lắm. Lưới nó trôi với lại dưới thì góc gọ nhiều. Mấy cái góc lưới nó tấp vô. Ủi cái đi Tùng ơi. Dạ rồi, dạ rồi. Tùng biết chắc mà, thế nào phải ủi không. Sau khi mà tay lưới bị dướng nặng thì mình cột vào mũi xuồng. Mình dùng sức mạnh cái máy. Kéo xuống chút. Đạp đạp cái lá vô bờ lại. Để lên. Không sao không sao, từ từ. Không được rồi, bây giờ gỡ nó luôn rồi. Nó xích rồi. Dạ. Phan để coi em coi còn cách nào để chế không ạ? Lấy đây bắt vô đây nè. Lấy gì bắt? Này ở đây bắt. Lấy gì bắt? Không gì bắt. Rồi sao cuốn hết rồi không bủa lại đi. Bủa lại đừng quá không thôi à. Gì đó mà dữ vậy? Bủa được được thôi chứ sao làm gì dữ vậy không? Phía trước màn hình là em nhí mình coi giờ. Hôm nay nhận lưới cá sát. Làm được chục ký chưa? Rồi nay ngủ bè luôn chứ đâu ngủ bè không có đăng ký không có thủ gì có thủ đăng ký rồi sao dám về ngủ bè về ngủ xộn không lên trời ơi vậy thôi ừ.
cái đèn nó bị ấy rồi. Nó nghiền quá, nó ấy quá. Bị ấy rồi, bị gì đó? Nó bị ấy rồi nhỉ? Bị ấy rồi, bị chấm đầu. Bị ấy rồi. Rồi nó bị ấy á. Rồi có gì chưa? Có rồi, nè. Đâu chạy. Để con cá cho. Chuồng sao quay rồi. Ờ nó quay sao rồi, hết biết đường rồi. Coi có đi chéo không? Lên vậy nè. Đập lái lên hả? Ừ. Chạy bây giờ nè. Vừa thôi. Chị Hai, lúc em đập lái là chị Hai vịn cái cây. Đúng rồi, vịn cột kìa chị Hai. Rồi đi. Cố thủ quá. Cố thủ không cho uống nước, quá uống nước lên lần rồi. Chống càm rồi. Nay em nhí mình chống càm rồi cả nhà ơi. Dầu không biết sao về cuối. Ê có hộp kẹo sô cô la đó, về vụ bà xã đi nhí. Ủa lại cái nữa đi. Vẫn còn ngọn. Ủi lại cái Tùng. Dạ rồi. Thôi để Tùng tắt máy ủi cho đàng hoàng. Chị Hai nhớ vịnh cây cậu nha. Rồi ok. Thôi ủi lại đi. Ủi lại đi. Bữa nay cái cột đèn nó hư mà gặp cái tay lưới mình nó vướng nặng, mắc ủi hoài. Rồi ủi nữa ha. Rồi xong. Em nhí mình thấy ủi quá chừng rồi à. Đi về luôn rồi, thấy sợ rồi. Dạ chú. Giữ góc gì nữa không Lộc ơi? Vô góc rồi nè, anh sao ơi? Có một con cá hộp kìa. Giữ cái giống gì nữa rồi? Vô góc rồi. Rồi để ủi lại đi. Ủi luôn hả? Ừ. Ủi đâu có thả? Có một lọc, đúng không? Thì cái chân đèn nó bị xích ra cả nhà, bị gãy rồi. Nhờ gấp lần nữa anh Lộc. Anh Lộc cùng với chú Sáu ra hỗ trợ anh em mình nè. Mang đồ nghề ra. Anh Hai bữa nay làm thợ bác đắc dĩ nè. Cái này nè. Chú. Nay chú Sáu theo của anh Lộc ha. Dạ. Nay đem may mắn cho anh Lộc đi, nay anh Lộc dính Hugo. Nay anh Lộc làm việc tốt rồi, nay dính các bự nha anh Lộc. Dính này sao bắn ta, dính này bắn. Đó, trong đó ở. Có sủ chưa? Chết này bắn dính lưới. Nè nó đi. Dính lưới. Dính thì về lấy sao? Không, em nghĩ là dính bắn cây cũng sao bắn. Cái đó bắn sắt rồi. Dính bắn sắt. Cái gì? Dính bắn sắt rồi. Cái này ha, cây này em chịu khó bắn cây nè. Mà dính đó, cây dính đó gần nhỏ bắn sắt đó. Cây dính gần to, hai, cây dính bắn kìa. Cái dít bên đây nè. Cái dít găng to á. Bắn cây mới vô. Kìa găng to, đó con cá đó. Con cá. Dạ, vậy là cái bát đó không xài được luôn rồi. Cái bát đó có lỗ hả? Thôi kệ đi, giờ quan trọng. Anh Hai có búa không? Anh Hai gõ cái đi, anh Hai bắn. Có búa không gõ. Hả? Anh Lộc có búa không? Thôi mang, anh Hai, anh gõ cái miếng thép cho nó bằng xong rồi anh bắt nó mới chịu lực chứ bây giờ nó đang công. Gõ không thiết cho ngay lại đi. Quá rồi, cái công trình. Cũng vô ấy gõ ngay nhưng mà khác, cho nó ngay. Đúng rồi, đúng rồi. Ra. Anh gõ thì nó sẽ lên nhóm lần này. Đó, nó sẽ sát hơn. Bằng luôn nè. Ừ. Đúng rồi. Có búa không? Búa tôi lấy cái mở hộp đồ nghề anh Lộc ơi. À dạ, mở cái hầm bí mật ra chú Sáu ơi. Dạ. Nó gõ hồi sức ngốc lần kia nữa. Nè, đồ nghề này mới thấm với nó. Rồi, gõ vô. Ừ, đúng rồi, đúng. Đó. Cái tay vịn cái đầu này nè. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi, được rồi, dây bắn nó chạy vô. Đúng rồi. Đó. Đánh cho nó xéo khó, không được đâu. Bắn nó chạy ra rồi. Không, đang vô vô thôi chẳng. Làm sao thợ trường có cây súng mới đi.
chịu. Anh đâu đâu anh cứ miết vô đi rồi nó tới nó miết vô luôn hả? Nó chạy vô luôn hả? Anh cứ đợi máy nó đứng. Không nổi hả? Cái này cứng quá ta, này sao vậy ta? Bây giờ vô được nhiêu vô mình lấy cái búa mình gõ thì cái này vô luôn được. Hay sao? Miết mạnh vô cho nó xiên xé vô coi. Đó nó không nổi, tôi không máy rồi. Ừ. Máy mấy cái này đã búa hết rồi, sáng chuẩn làm cái hộp sắt. Đây coi nó để ra gấp mấy rồi đó. Bị ấy nè. Chỉnh lên cấp tia cấp mạnh hơn coi. Đó. Đó, vô đó hai. Miết anh Lộc miết dữ lắm nè. Nổi rồi, miết gì nữa, miết. Miết nữa đi. Rồi bây giờ có cái bát để bắt cái này không? Miết quan trọng nè. Miết được. Hả? Bắt rồi. Kìa cái bát lỗ. Rồi cứng rồi, vậy cũng cứng rồi. Cái lỗ. Ăn đồ chợ. Không. Bắt cái trên. Ừ đúng rồi. Không bây giờ nè, nó nằm vậy nè. Nằm như vậy. Nó nằm vậy nè chứ nó không được nằm, không được xuống. Quay cái bản lề ngoài. Ừ đúng rồi. Đâu có, để nó ăn được một bên với ăn được bên đây. Ừ. Miễn sao nó. Còn nếu không mà gõ cho nó. Đúng rồi. Nè cái sắt nè ông Lộc. Đồ nghe. Lộc nè. Cái này nè, gõ mới nặng nè. Nè chứ sao về hiếm lắm mới gặp cảnh này rồi sao? Cái này hy hữu lắm anh em, con mới gặp tình cảnh này. Đưa đi. Cái này đâu. Đây chị hai làm. Để lên chỗ khác để cho đồ đục nó đóng, họ vô nước nó đục luôn đi. Đúng rồi, đồ hư đục à. Đây, có bổ trâu nè. Cái này nó mới nặng nè. Vĩnh xuồng kìa, hỏi cho về dưới nè. Đúng rồi, tôi kêu vĩnh mà, sao vô. Không, sao mày không vĩnh xuồng lại. Dạ, em lui lại đây không cho chị. Không có nổi đâu ấy, đỡ đi, cuốn lưới đi rồi sáng tính. Trời. Nó ra lơi lơi là nó ra luôn à. Thôi sáng tính, cái đó có mấy hạt. Tính đi, cứ ngắt rồi, kệ đi. Ra rồi nè. Ra rồi. Nè, để nhóm nữa. Rồi tí đe, kìa, không lo. Đừng nói ai kêu đi cứu hộ nữa nha, Lộc, bữa nay tắt xô dữ. Ra rồi, còn không còn đủ ốc với bắn cây nữa, còn con không à. Một bên được rồi. Ngược qua là lấy gì bắn dính, còn ốc bắn cây à. Đúng rồi, cái gì đâu, phải hai bên mới được, mới kìm. Còn ốc bắn cây à. Còn cái anh lấy gì, dây quấn dính người gọt. Dạ, nó ra. Được đâu, bắn nó còn mấy ngoài đi, còn mấy chồng lấy cái đinh gõ vô. Có cái bát ngon hơn nữa mới chịu lực hay. Gấp gì anh chơi vậy? Anh làm vậy nó khó. Giờ cái bát nó còn ốc mà làm gì? Bây giờ lấy đinh, còn đinh không Lộc? Đinh xin một con đây trước đi. Bây giờ đóng đinh trước đi rồi hả bắt. Bắt cái bát đóng cái đinh ở mấy ngoài đi rồi chồng bắt cái bát. Qua. Trời ơi, cái hầm bí mật của anh Lộc như là cái túi của Doraemon hay gì cũng có ha. Đâu chắc cũ điện gì đâu. Kiếm. Nó thấy ông chạy xuồng đi rồi không kêu điện đó. À, tưởng đâu anh đi cuốn lưới mà bữa nay anh không rước à. Để cái miếng nó ngay lại kìa, để nó dướng lưới kìa. Bắt cái miếng bát ngay lại. Dạ rồi. Miếng nữa. Kiếm đồ nữa. Bắt con nữa đây được rồi. Ốc này đã thâu ăn vô. Hết ốc món cây rồi. Đi cứu chợ ông hai. Cứu chợ ông hai. Ốc món cây sao mà bắn. Chưa, nước chưa lớn mà, hôm nay nước chảy xuống mà, hồi nước lớn nó mới có được. Không à. Nó vừa nó cũng không có kiểu ăn ganh. Nó xé cây cơ mà. Đúng rồi, nó xé. Mở ra chạy cái đó, ừ, tại vì nước nhả ngon lắm. Chờ đi anh Lộc lấy cái đinh đi, anh gõ cái đường hay. Ừ, rồi. Đi đinh đóng ngon hơn. Hả? Đúng rồi. Xuống cũng không phải. Ừ, cái đó để bắn sắt. Đinh hả? Dạ, cho xin cái đinh anh Lộc. Chính chạy. Giờ này cái đinh, một cây đinh bán 10.000 cũng mua nữa. Dính chẹt tay kìa, dính xuống kìa. Chẹt tay kìa. Dán đi, gần xong rồi, cây đinh nữa xong rồi. Trời ơi, có thuốc uống nữa nè, uống thuốc không? Dạ. Có thuốc uống nữa kìa, đem đinh, đem báo phan rồi đem thuốc uống nữa. Để đỡ đi, sáng là tính làm rồi, chứ cái này đâu có xích chiếc gì nữa, sợ. Không có, lấy cây đinh, một cây đinh anh vỗ ngay là xong rồi. Vỗ thì đập quẹt. Anh cắt đó cũng được đó. Cắt máy ốc điện hai, vậy đi, tự được rồi. Vậy bắt đi, chút. Bắt lên đi, bắt lại trả lại đi. Bắt lên, bắt lên, bắt lên, trả lại. Rồi, gõ cái đinh vô. Trời ơi, cái đinh kìa. Rồi.
tính ra nó cũng ăn gan quá anh hai, ăn gan dữ lắm nó mới chắc đó. Ok, kéo lên không được luôn kìa. Gan nhuyễn xay không? Thôi giờ đóng mất. Không được rồi. Có kìm không? Kìm nãy lên. Lấy kìm nãy lên đi. Lấy kìm nãy lên anh. Để xuống luôn. À. Rồi. Ô, vậy được luôn anh Long ơi. Vậy thôi đinh này trả lại anh đó, đỡ tốn tiền. Ông muốn đinh này nghe. Rồi rồi. Rồi, con cảm ơn chú Sáu với anh Lộc nhiều nha. Vì anh em mới kéo lưới được nãy cái đèn nó ngã nó chấm xuống nước luôn. Cái đèn bữa nay cho nó uống nước luôn sao? Nãy giờ ủi gì hai mắt vịnh cái gọt kìa đó. Rồi ủi lại đi. Rồi rồi rồi. Thôi giờ con ủi tiếp. Nó là cái góc lần hay gì không biết. Rồi rồi. Con góc lần lên tiếp hay gì? Có vụ đó nữa hả? Này chắc anh em mình dưới góc lần rồi. Góc lần kéo nó không lên rồi sao? Vậy hả? Vậy anh Lộc ơi, gốc lừng của anh nè, trả anh nè anh Lộc ơi. Ủa, chi mà bụ lắm, bụ lắm. Ôi, ủi lại đi, kéo không nổi. Quá, rồi, ủi tiếp. Thì qua về ấy đây, kéo cuốn qua, kéo lên, kéo từ từ lên. Không có, nếu mà đầu kia nhẹ hơn á, bây giờ hai người qua với anh Lộc á, cuốn đi rồi còn nhiêu tính nhiêu chứ rồi. Bên đây mình đang nặng mà. Kéo không lên, thầy kéo không lên. Kéo không lên. Bạn khoan đợi đây lại tôi lần tôi nè, tôi ông qua bển kéo. Đường ông với tôi qua bển kéo. Ông Nguyên ta lưới mới đó. Dạ. Vậy thôi chị Hai đây đi. Ừ. Anh đi bển bắt cá với anh Lộc với anh Hai. Wow. Người ta nói là giúp người giúp cho chó có anh Lộc. Quá rồi, quá rồi. Dạ. Này cũng cố cái nhà anh em mình bị vướng nặng đây rồi. Không có thể cuốn từ cái đầu này qua được nữa. Nên anh em mình sẽ nhờ ghe lưới của anh Lộc. Ôm cái lồng theo nữa. Anh em mình sẽ qua ghe lưới của anh Lộc rồi bắt đầu cuốn lưới. 100 bạc triệu trống đó hả? Cho hút nước thuốc chứ. Bởi vậy, dướng gốc dướng chứ cũng phải tranh thủ anh Lộc ơi. Ừ, Lộc biết chân ha. Mà có trễ giờ của anh không? Không. Giờ này 9:30 rồi nha. Chưa phát lời cái gì cốt. À dạ rồi. Có cá hú bà xa chút gì nấu cháo đây. Kiếm con cá hú bự bự gì nấu cháo hay anh Lộc ha. Muốn anh giúp một cái dôi gì sao không? Nãy ủi cái máy nó là hết nổi, hết nổi. Xịt khó đen luôn hả? Ngồi đó tao thăng lên từ từ đi. Chị Hai kéo lên chị Hai. Chị kéo vào đó đi. Nhảy ít á. Bữa mà có con vợ đi kìa, trao và thâu thâu đi khỏi nói đi. Đen hết trơn. Ba thấy cảnh cổ không? Dạ. Anh Lộc anh biết là gì bữa đó anh điện xuống trở tiếp anh Lộc. Sao không biết. Nước mà lên không à. Vậy làm bữa một cái chốt luôn rồi. Ông điện nữa, mong em xuống nữa nghe. Còn xuống mà cam cho cuốn rồi hả xuống. Chứ bữa đó bà xuống về thế nào cũng nói à, chồng tôi đi dưới đây làm cực khổ quá. Nó nói được câu gì nó mới mừng. Phải không? Dạ. Cá gì vậy ta? Chị Hai nay bữa lưới dở bẹt rồi. Chiều hôm kia chị Hai quăng lưới mở mắt ra. Lỡ cho có cá quăng hả? Quăng xuống. Phải. Đó ngay cái góc. Phải xuống có 7 bữa là có rồi. Ôi không có con nào gửi ăn chè hết trơn chị Hai ơi. Kiếm cá gửi ăn chè cho vui cho anh Lộc. Nó la rồi coi.
Anh hai nó có không có cá không có nói chuyện gì chứ. Đấy, đây đợi đi, đi vô bờ vô. Anh Lộc mình thu thập được một chiếc lợi phẩm. Không, để đó hồi nữa coi người dính trưởng. Thiệt báo lắm. Dạ, thì nó trôi mà. Không phải. Rồi. Tự xỉu rồi. Nó có sủ nổi nha. Đó. Ơi, bự bự bự. Thôi, mới sinh ha. Được được. Ơi con này tầm cái rưỡi. Cái rưỡi ạ. Đực luôn nè. Đực nghe Lộc. Đực ha. Đó, kêu nè. Nó đực nè, đực nè. Nãy giờ mệt quá mà có cá cái mát lòng mát dạ. Đỡ đỡ. Đỡ đỡ đi chứ đó. Có động lực dở cái học bỏ vô luôn đi. Dở học cái giò đó. Dở cái học cái giò đó. Dở cái học cái giò đó. Bỏ vô. Đó đi. Nó đang chụp nữa. Ôi, có đồ cổ đâu ơi. Ờ vô vô. Trời ơi tao chưa. Kia tao nói có gì tao nói nấy vô. Chứ sao? À, đâu nói tao vậy đó. Có đồ cổ đâu. Đó đó là honey hay là sôi lọc? Ờn. Trời tao nhắc không lọc ơi. Nè, nhóc lên đây. Nè. Hả? Đó là đó. Có ba sa lọt này nè. Nè có ba sa lọt. À. Nhắm. Nhắm rồi đó. Nè. Cũng lên ngủ. Nè cá lọt nhóc chưa. Đúng rồi, nó nhớt rồi. Ủi à. Ủi chứ làm gì giờ. Ừ. Giờ anh em mình phải ủi cho cái này cái dưới nhà này. Được chưa? Rồi. Làm thời gian sao phải vui máy. Đã kéo tiếp mà còn tốn dầu nữa hả Lộc? Không lên nó còn nặng nữa trời. Mình cái bật cơm. Chị nghe nói cái bật cơm đó. Đó, đó đó. Và anh chưa nữa. Nó nói. Bật 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 cậu. Rồi đó là nó tuột. Nó bà xe. Đó đó con gì? Bà xe. Rồi, có nồi cháo. Dạ. Bà xe nhỏ nhỏ gì. Xỉu luôn kìa. Nó lọt lưới. Cái con này lọt lưới kìa, lọt lưới rồi kìa. Kìa, bể mặt lưới luôn cái chứ lọt kìa. Bể nghe lọt lọt. Bể, đứt mặt đó. Đó. Thông báo là mình không có đục nha, bỏ đại nha. Ê quên nó có kìm không? Có. Thấy kìm không? Ghê mình có đủ đồ chơi hết bạn ơi. Nè kìm nè, thấy không? Cái đại trống đi. Không chết thì tôi không hứa, không hứa nha. Có đục đâu hứa anh sao? Ôi trời nhớ kìa. Ê, đánh ê, ê, sủ, sủ, sủ. Ký mốc 50 nuôi 2 năm nữa. Trời ơi, cái sủ. Đó, cái này sẽ lọt lưới kìa. Quá, quá, quá nhớt rồi. Rồi cá này con dí nói, cũng đâu. Định hướng, định hướng. Gì nha. Cái sủ anh gỡ mau dưới anh Lộc. Cái sủ bự mà. Cái sủ lọt lưới. Bây giờ nó còn sống thả nó ha. Sống không? Sống. Rồi sống thả đi. Đi đi. Chịu khó là cũng chút xíu à. Nó lội rồi đó. Rồi đó thấy không? Nó. Ô con này nấu cháo được ngon nè. Đỡ hơn còn nãy đó. Đỡ hơn còn nãy rồi đó. Vậy là nó bự từ từ anh Lộc ơi. Chị hàng từ ra ngoài đó.
Đi vào ngoài con máy rồi mà. Chú đầu xuống con hầm nó ở. Chết chết chết. Kêu bà hai bơi bơi xuồng lại đừng đụng cọng cá nè. Bơi gì nổi. Bây giờ mình kéo lưới lên một hồi cái xuồng chị hai, cái chị hai đi lại gần mình luôn à. Nó còn nữa là cá lọt lưới không. Về cá này là cá lọt lưới. Ghê vô con. Chuyện ghê sao gỡ. Nãy mình phải cố xích ghê vô coi. Hả? Cậu đưa kèm coi. Nó không chịu xếp cái ghê vô. Anh hai anh kêu xếp ghê vô coi. Kêu cá xếp ghê vô. Anh phải tọc lét nó nhột. Nó mới xếp vô. Như cái góc này tha lại chỗ con chó của tôi nè. Phải không? Chắc chắc là đây thì chúng chúng sao. Xe nữa nè. Xa lũ đồng. Rồi có cháu rồi. Kìa có cháu rồi. Điện nương đi, kêu nương nấu cháu đi. Nó bà xa. Bà xa. Chết chết chết, thấy lưới. Thấy vô đột chứ không có giờ ngoài đâu sợ. Tôi kia thấy lưới bụng bỏ vô thôi chết. Đâu có miếng nước nè. Sống. Nè. Nè nè. Nó. Cá này lọt lưới không? Cá này gặp cái đục tôi có rồi là hai bắt tôi nuôi hết rồi. Cái này lưới tắt hai là bắt nhỏ mà. Giống như là dạ. Ngay luồn đó. Dạ. Cái chỗ điểm cây gốc nó ở nè. Ngay luồn đó đó, mình nhặt cá này cá nhỏ, bầy cá này nhỏ, không có bự. Đánh lưới bắt cá cú hoặc xa là bị hao một lưới dữ lắm luôn sao? Chở không lọc lọc. Nè, nó nữa nè. Cái lồ này nó có 3 cái gai. Giới thiệu với cả nhà đây là những anh 3 gai miền Tây. Cái này 3 gai. Mình phải bẻ 3 gai mình mới bắt ăn dễ. Bẻ 3 gai là như thế. Con lồ quá chừng nhớt à. Nó nữa. Vô rồi. Vô bậy rồi. Nó nữa kìa. Bà hai đem nghe lại bà hai ơi. Hai ngay bài rồi. Đem nghe lại. Sao không được? Giờ này chị hai vô bị điểm nguyệt rồi ở đó rồi, không đi đâu được chứ. Chèo nó mới nóng lên. Đặt gì đó đặt đi. Chèo lại rồi ông cá. Chớp 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 chừng nhất. Ba cá này cá cưng không nè. Bữa nay ba sai cưng nhiều quá chị hai ơi. Cưng nhiều quá chừng luôn nè. Bẻ hết rồi. Tại nó ba gai.
Mấy anh ba gai là bị anh hai với anh Lộc là bẻ gai hết. Ủa, đâu, đâu, đâu. Ủa, vô bạn ơi, quá rồi. Ba con, bốn con. Ôi, đâu. Ủa, lưới rồi, xe ơi. Rồi. Rồi sao, đục này sao giờ? Ê, giờ sao nè. Chứ tình hình này là cái đục không hết đâu. Ở nhà còn ai kêu thằng cũ kìa. Kêu cũ chạy cái sùng đục ra. Về đâu rồi? Về giờ này tới nhà tắm rửa ăn cơm nước luôn rồi. Quá rồi, quá đã rồi. Cực như mà có cá cái đỡ. Cái khúc lưới con Lộc rồi nè. Cái điện đi. Để thôi cái nó chết chân đó. Em đâu có rồi, đâu em nhóc chơi được. Trời ơi, dữ rồi. Chị hai ơi, quá rồi chị hai ơi. Quá rồi chú Sáu ơi. Nổi như là lưới cá sét quá rồi, nổi như bông gòn rồi. Có điện thoại đâu sao? Điện cũ rồi. Quá dữ rồi. Quá khủng khiếp. Hú được nè. Ôi giời. Lâu lắm rồi mới có được. Ồ có cái hú bự nè. Rồi. Trời ơi quá rồi chị hai ơi. Rồi tôi hết cuốn lưới rồi, còn khí khô rồi. Rồi chị hai ơi lại tiếp coi. Trời ơi quá rồi, càng kéo càng lên càng dữ nè. Ôi, rồi sao giờ? Ông mở ngàn đó, ông cắt, ông đâm cái thùng đi. Đâm thùng chèo vô. Giờ này em cũng không có điện được nữa. Ở đây chèo, đâm thùng chèo vô. Chú Sáu điện rồi. Lấy cái gọng, kêu lấy cái gọng giùm. Kêu lấy cái gọng giùm. Kêu nó lấy cái gọng da vợ ở dòng chạy chỗ ở bên hông nhà đó đi lại thôi, vô mánh rồi lấy cái gọng ra mới được. Qua bên ông Tèo lấy cái gọng, hai ba cái gọng ra chạy đem ra gỡ tiếp coi nguyên một nồi rồi, cả ba xa có hú dính nó nổi phình hết trơn rồi, chạy đem gọng ra dùm, không có chỗ chứa. Con Tèo. Chạy cho xách cái gọng qua giùm đi. Xách cái gọng qua vô đây bắt cá ra nấu cháo. Chê chị hai tôi hoài. Chị hai nay bữa đứng. Quá trời hay. Không có nhờ cái hơi tôi cũng sáu nè. Cái gì? Cái này đúng như cái câu. Cắt ngang đi cọt lại. Túng lại cắt ngang đi lấy cái thùng cọt vô. Biết sao lưới này nữa, lưới do này ít lọt hơn cái lưới tôi không? Có lọt á. Biết. Sao? Nó mạnh nữa, nó dễ quấn hơn. Ừ. Nó lưới kia nó cứng mình, nó lọt lọt quá, lọt dữ lắm. Mà đóng dùng bằng nhau á, có chen hơn không? Không. Bằng nhau. Vừa tới miếng lưới của tôi dính liền không? Dính nhiều. Nè, hết miếng lưới của ông rồi nè. Chà, lưới của tôi này có thưởng không ta? Chưa 73 rồi. Thôi để em chịu thiệt lấy 7 cho. Tôi chịu thiệt lấy 7 cho. Mình để ra trước đi, chút xíu mình gửi cho mau. Cả năm rồi đó, năm thật lớn chưa ta? Mình mới có vụ nổi lưới vậy nè hai. Chưa đâu, còn xuống mà. Coi chú Sáu đi, chú Sáu thấy hồ nhiều khi nói không tình đúng không? Nhiều dính nó dính vậy đó. Dính cái là thấy trời ơi, dính vậy hơi háo rồi, nó dính cái nổi là nguyên cục dung luôn á. Bữa hổm có coi clip anh dính đi ba lần luôn nữa. Nhầm lúc nó dính dữ lắm, nó nổi lên phình lên luôn á. Đằng này có một cái hú bự quá nè, hú này mới đã nè. Cái hú nó bự. Hú này tầm 2-3 kg anh Lộc. Ba kg. Đừng kéo lên nữa, vừa thôi, cắt đại đi. Tình hình là còn nữa đó, mình chưa kéo hết á.
ở dưới còn nữa. Dục để xuống chèo vô để nó trôi luôn. Để má chạy qua chèo đi. Ủa bây giờ anh chủ có ga không hay là mình chạy vô mình đó đó đó, đó chạy ra đó. Đó đi xuống ghe đó. Đi dọn cho ơi. Giao chắc đây dọn. Chị đè cái cò ra sao cái? Có khổ đè cũng vậy. Mày quá vô, rồi nó ngủ trơn rồi. Ôm nó luôn đi. Ngủ trơn rồi. Thôi đợi đi. Hai đợi giờ. Bởi vì lâu lâu chúng cá mà nhiều khi nó bị ngọt nhiều quá, cái bán cũng không trọn vẹn nữa. Nó chờ tôi gian hồi nữa tôi cuốn cá sủ nó phịt gì cái. Anh Lộc ơi. Hả? Anh Lộc mà làm công đức cái này là thế nào cũng có sanh con gái nha anh Lộc. Gái hàng trai nữa. Gái. Tại vì á ta nói là làm công đức là sanh con trai đúng không? Nhưng mà anh Lộc thì giờ đang cận gái nên thôi thôi không có gái. Cần, không có cần đứa nào hết chứ. Đúng nói đâu. Có hai. Ê anh Lộc. Ta sắp sửa nó xuống tăng gia đó, nó đi. Đổi điểm mà không chừng ra con gái á. Rồi, có hai đứa mà còn Hà Ga riêng rồi đó. Không gì nhà được ba đứa chắc đã luôn rồi. Dạ hay quá. Bởi vì khen chê mấy hồi ha, đã chê chị hai mua nước cho mày. Lấm bỏ qua bên ghe bắn đi. Mở đục ra, mở đục ra. Lần sát cái đục vô đây đi. Để Vĩnh nó quay lại hả? Rồi ông cọc vô cái chèo của ông Lộc rồi nó quay lại hả? Cái chèo gió ẹt đó nha. Đặt thử rồi. Ừ, ông chào á. Nè. Nè đi, đớp vô. Nhanh, nhanh, nhanh vô. Đớp vô anh sao? Bọc qua đây nè, bọc qua đây nè. Trời ơi, ủa má ông nội ngò nữa trời. Sao gửi nổi? Trời ơi, ủa này bẻ rồi. Bẻ hết rồi. Cái đèn nó bị lọt nước. Nó gốc hả? Cái gốc đầu ngoài kìa, ủa ngay giờ không lên kìa. Trời ơi, xé dữ vậy má. Mẹ em xé rồi dính. Xé cái đuôi anh. Xé cái đuôi là cái đuôi cái mỏng rồi xé ra. Trời ơi, lấy kéo hớt nước mẹ đi. Bọc cái xuồng vô anh chứ. Đúng không, nó đèo. Sao không? Trời ơi, đó, lột cái đuôi ra đó, xé. Đứa của Tèo Bao Phát, xé lại đi. Ủa, con Lộc hả? Ủa, con Lộc trúng hả? Con Tèo Bao Phát. Coi cái gợn không đó. Cái bữa nay mà dính cá mà như gan như hổm nổ hình hình hình, không chạy ăn coi. Dạ, cũng hiếm khi mới được chị. Bữa nay ông hên nè, ông này ông hên. Dạ, anh cũng may mắn thấy được cảnh này chứ hổm dài tụi em hết nhiều lắm. Hổm dài bắt đầu không à? Bắt đầu, u đầu không à? Dạ. Đúng rồi, mẹ tông.
Ông đưa cái gọng qua đây tôi giục cá lên vô giục được mày dễ giục. Vậy nó hồi nó rớt cái gọng, đưa cái gọng qua đây em. Cái gọng nó chết nữa. Đưa cái gọng qua đây trả cho em. Bỏ cái chuồng ông vô kìa, để nó cho cái chuồng ông kìa. Bà hai rớt gọng xuống mời lụm lên chứ đâu sợ. Quả sao bà sao mà không có uống nhiều hả? Bà sao không ạ? Con có hú à. Kìm kìm đó, kìm đó. Kìm. Cái đấy kìm ra coi chừng rớt cái kìm. Cắt rồi. Không có, tôi kia ông bỏ cái kìm cái xích vô để thôi nó rớt. Ôi mà anh bán nhớt. Đúng không? Cá này mổ cái kìm nhậm gì. Hay quá trời ha. Mới bắt kìm luôn. Để lấy cái đít lên này, có cái kìm cái đít. Ủa rồi, cái gọng. Nè, kìm nè, bắn cái gì. Rồi, bắn rồi. Ôi, có tổng con kiếm mà. Con kiếm lấy mẹ ơi. Mày này, cá bự tôi sợ. Buông đi, buông đi, buông đi. Này, cá bự rồi, lấy lại. Cái... bé rồi, bé rồi, bé rồi. Đó, 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 sao đứng đó? Chỉ cái khẩu xé sao đứt xé ra đó, đó. Nè. Ừ. Chỉ rồi cá nè. Nè, nó hú tầm đó là ngon rồi. Trời xé vậy luôn hả? Ừ. Chứ bây giờ ông lại có cá biết nào rồi. Đó gì chứ biết. Quá hay ha, quá hay ha. Quá. Quá. Được yeah. Cá không chết. Yeah. Băng qua đục luôn. Thấy mà có lúc. Đục luôn. Thấy quá luôn. Để tay ra. Rồi, rồi, được. Đục băng rồi vô. Ừ. Quên cái đục chứ đâu quên cái này rồi. Thôi đồ chạy đi. Ừ. Sống đây tôi cắt nhanh cho nó cắt hay lắm. Tôi cắt vừa cắt nhanh vừa cắt lớn. Trời trời. Dính gì đâu một cục ông nậu luôn. Đem lên đây luôn. Đừng đem lên, đừng đem lên để dưới dễ gỡ. Ông đem lên nó quấn nồi nồi gỡ không được á. Má ơi mấy con quỷ này đụ mẹ ổng giảo hay bắt. Ừ, đâu rồi lưới đâu cái gì kia đâu rồi. Chị thôi mà trên quấn đèn nè. Á điện sớm sớm đợi. Dạ không, hồi nãy chưa thì có mới có cá mới điện mấy chú đó. Chứ hồi nãy là ra mấy ông thấy thấy gầu lắm. Tèo 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 ơi. Cái vô đó, cái vô. Có vô. Ba xa cái hú mà chú. Thôi ai mấy cái bè mà nó chợ nó lộn ăn. Cá mà cá xong. Cá sinh viên. Nó lộn xộn lớn nhỏ chú nó không có điều. Bè nó bè má đâu. Cá cá sao ăn cá nuôi nó khác. Cá nuôi cái gai nó không có. Nói chung khán giả mình xem thì mọi người có ý kiến mà thì cũng có thể nhưng mà kìm hổ đi mát mắt đục lúc đó. Đó sao bén quá ta. Này đi lạc nè. Đi chơi tối. Không biết đường gì hả? Ôi ông nói không lại gỡ trời. Ông nội. Có biết đâu gỡ. Gỡ gỡ từ từ thôi. Bữa nay cho chiến là mới phát hiện cho chiến gỡ cá hay nữa ta. Có giờ đâu có biết đâu. Không, tôi mới dạy á. Gỡ dạy vụ xé lứ. Ừ, dạy vụ xé lứ. Chứ không phải dạy gỡ cá hả? Ừ, chứ không phải dạy gỡ cá. Cô nó đem về nấu đổ luôn rồi. Dạy nó đi. Ôi, nấu cháo à. Mẹ. Mẹ nhìn nấu cái đuôi kìa, xé cho cái đuôi á. Xé cái đuôi cái đấy à, dễ. Không tha nữa. Ra bà. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Có đại đi mình dám. Trời trời giờ tới chút nó về rồi nè. Ôi kêu là cứ mèo. Nó chúng được đá rồi. Trời ơi trời con em ơi, đổ em. Mấy chú này giống cả mẹ nè. Buông buông tay, buông tay, buông tay đi, từ từ để tôi quăng, từ từ gỡ cho bạn. Cảm giác dạ. Con này sống lên đeo. Rồi buông đi, buông đi. Ơi liền. Thôi mà lan ca tự nhiên điện đi. Chút tỉnh về ca tới hết. Kéo lên đó, kéo lên cái nhiều kéo không nổi đâu, nặng lắm. Tới chừng mà ủi lên một cái rồi nó phình lên luôn hả? Chưa lên nữa. Còn nữa nè, thôi. Thôi thôi, đừng kéo nữa, đừng kéo nữa. Cái này nãy cũ nó chị tôi về nha. Dạ, mặt thôi anh Linh Minh làm nhiều mặt chứ ạ. À? Vậy hả? Cũ nó chỉ mặt rồi chứ anh làm nhiều mặt chứ ạ. À? Không, ba mặt không sao. Vậy hả, ba mặt không sao ạ. À? Phải lấy chùa mà, bà cắt nãy đâu thương tiếc đâu. À, nãy tao cắt ngang rồi cậu phao kìa, nó dính gốc tao toàn tèn ở đằng kia kìa. Thôi, không sao. Nè. Quá đã bà con ơi. Không, nãy 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 hứa không? Là lưu dính này là của anh này hả? Con tèo. Tèo. Tèo bao phát á. Ủa bao phát là được kìa. Có 4 năm phát luôn. Trời có 4 năm phát luôn. Còn gốc lượng nằm ngay chỗ đó kìa. Có mình mới nãy tôi nói rồi mấy ông này nè, nói tối nay nó chớ cá hú, mấy hổng sao.
Thầy hò phát nó quýnh đủ mới đẳng nó quýnh cái này chứ lọc sao đủ đẳng nó quýnh cái này. Tôi đâu có mê cái này đâu mà đủ đẳng không đẳng. Lọc luôn rồi Lọc ơi, hả? Nó sẽ chết lên luôn rồi. Nè kéo cái này lên đi. Kéo cái đẳng nó có cái cẳng cao đó. Cái cẳng như này nó còn còn bệnh bệnh ngươi sao lấy đầu bệnh kìa. Đó. Cho mấy chú hồi đó lại kéo dùm. Ông kéo đó hả? Còn con ngoài kia bận lắm. Đây nè. Có chú Sáu ông biết nè. Nãy giờ thấy rồi. Nó cũng đâu mà hồi gồm. Còn con hai con hồi gồm nữa. Con cái xài giống cũng bảo. Giống không? Ê rớt cái kịp. Đâu? Đâu thì chính xác rồi đó. Rồi hết rồi gì rồi. Có nhiều đó đó. Rồi còn cái gốc nằm đâu tôi ủi dùm cho. Nó gốc ở đầu ngoài á. Ra ngoài rồi mày ủi đi đây kéo qua tới đó. Đây nè cái thùng nè. Ủa sao nước nó lên nó ta lên mình. Gió gió gió. Nè ông Lộc, quân đó đi ông Lộc, bỏ đó ông Lộc, ở đây nè. Lên Mỹ Thuận nó mạnh. Tới cái đèn rồi đó, lội qua cái đèn nó đi hết cá rồi, cá hết rồi. Hết rồi hết cá. Đây cuốn hai đầu nó bị ngốc. Thôi mình chúc mừng. Hai mai đâu quá đúng không? Gỡ cá thành công. Ngon ai? Không bây giờ là bắt cháu không kịp đâu, bây giờ mình bỏ cơm vô luộc đi cho nó nhừ đi. Đó, hồi xong đồng hoàng cá vừa thái nhà bỏ vô rồi thành cháu. Em anh nha. Rồi lui lại cho thằng cũ nó đi ra đi. Thì hồi nãy giờ không đưa cho cháu kìa, ông đứng giữa ông lạnh kìa trời. Mình gì? Cũng thế ta có kìa. Sao lại vô đi em thầm á? Đây đi cái phà gỡ cái đủ lên kéo lên một bầy nữa kìa cũng ơi. Thấy là động, thấy nó nghe động ơi. Có nhiều cá đâu mà. Có bao nhiêu chú gì nữa? Đúng. Chưa hỗ trợ cái gốc. Ủa số đôi. Rồi mình số mấy vậy? Con lủi cái nơi lọc ơi. Lủi cái nơi cho nhẹ. Không lên lên. Đây. Lại đó kìa. Đầu đó đó, đầu đó đó. Đầu đẳng á. Cái đầu đẳng á mới dễ ủi. Chưa để tôi chạy vậy nhóc lên đây. Để tôi chạy nhóc lên. Chưa để về đây về đây để tụi tới ơi. Chạy tới luôn không hai? Qua đầu bển kìa, đầu này mà chạy cái xuồng lọc sao chịu nổi, nghiêng con bên sao chịu nổi. Kéo đầu bển lên đi. Kéo qua đầu bển đó, đầu này lọc chịu đâu nổi. Phân hai bên phân lại. Hai bên phân lại cái đầu đèn đó đó. Ủi tới. Ủi tới anh. Ê. Chạy đi, anh thấy rồi. Chạy đi. Oh,
kéo đi mời thêm cho bà thím ba tay sách cho chú cái xuồng với tay lưới nha. Làm luôn, làm cho hai ơi, hai ơi. Đủ mới kéo lên á. Hết lưới rồi. Hết rồi. Nãy ủi đứt giọng cá luôn. Trời giọng cá luôn. Đứt cái giọng cá hết hồn. Rồi bắt cá đi về. Bắt cá về đâu chứ. À, mấy con lọc hả? Mấy qua kia đi, qua kia tôi cũng đúng luôn á. Bắt cá đâu ơi. Bắt cá đâu cháu nè anh Cửu ơi. Ôi ơi. Ơi. Đi. Ôi. Có cái sủ nghe. Dạ. Có cái sủ nào bự nữa không ta? Có con không? Con cái sủ à chú. Úp nó khỏe không rồi, giả rượu. Không được rồi. Đó. Đó. Qua kiếm. Vô. Qua hai ơi. Rồi rồi rồi. Từ 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 từ. Còn nhẹ thôi, coi có chừng con cá chứ. Chừng cái chừng hai ơi. Lượm cái sủ bỏ anh đi. Rồi anh em qua cá bỏ sủ gì nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Đó. Cái anh cũ lên phát bột lên liền. Cái này quá chạy chổng đem chổng quá. Thì đem nhà cộng đi. Chứ hồi ủi nữa rồi. Thôi mấy cái rồi sao ủi bỏng vậy. Quá nước lên chứ xuống gì ông Lộc. Lên chứ xuống đâu. Ờ nước này muốn nhóng lên lại rồi nè chứ. Dạ biết cuốn cuốn chứ. Ông bày ba xa này có lưới tắc hai á. Có lưới hai là bắt nhiều nữa. Lưới hai bắt dữ lắm. Hồi nãy kéo một khúc rồi thấy nó lọt quá chừng lọt rồi. Nhớt quá chừng nhớt. Rồi cảm ơn Lộc, cuối năm xanh gái Lộc ơi. Nè, tiếp tay Tùng. Thôi thôi, mở này trước đi, tôi rộng đi. Lên nè anh hai. Sửa lại, nó bị dướng dây, không nói chạy nó đi, nó đỡ, chạy đi chết chóc. Rồi, hai chạy đi. Rồi, em về. Anh Lộc cũng tới giờ đi cúng lưới rồi cả nhà. Cầu chúc cho anh Lộc hôm nay dính được, sụt được 5kg. Để tay thôi nha. Dính luôn vô. Mình thì chạy về đem gì bè mình rộng á cho nó mạnh hơn chứ đây cái không gian này nhỏ quá.
có dây không, hai chồng nó có dây không, bỏ vô cái dèo đỡ đi. Đây nè, sao ở chỗ này nè, bỏ vô cái trong, ai bỏ ngoài rồi mà trôi. Lấy cặp vô luôn, đang lấy à. Tiền bỏ ra kìa. Bỏ vô đi. Dưỡng gai. Có còn dưỡng gai cho anh. Nãy nhờ cái ghe anh hay cũ ủi lên mới nổi. Đâu rồi con dây. Để đi sang lấy hai ba cây nè. Còn hả? Mấy con đó là sao? Để nó đi. Cái ông quá chặt rồi. Thôi đi. Không có. Bà thảy vô cái dèo nhỏ em anh hai. Thấy dèo nhỏ. Cái gì? Cái dèo mở cửa đi vô, mở cửa nó. Dèo lấy cái lại đăng lấy cái vỏ. Chú người ta làm cái. Vô trong thấy lấy cái bao cũng được. Cái xô được không? Cái xô múc miếng nước. Cái xô múc miếng nước được á. Hả? Hết chưa hai? Hết rồi. Đây rồi. Được. Đi hai dịnh ơi. Còn số cá này á thì anh em mình sẽ đem để vô cái dèo nhỏ cho nó khỏe. Chứ cái rộng của mình á trước cũng không hết nữa cả nhà. Rồi để đỡ đi. Thì tình hình là anh em mình còn một cái tay lưới nữa cả nhà. À, tay lưới này anh em mình trúng được bài cá hú bà sa. Dù rất là cực nhờ sự hỗ trợ phụ giúp của ghe lưới của anh Lộc nè, ghe lưới của anh cũ nữa, cùng với mấy chú ra để hỗ trợ anh chị hai mình. Rất là cảm ơn mọi người. Thì video này dài rồi, thì bây giờ Tùng sẽ muốn đổ này dễ làm mà. Đúng rồi, mà đổ vô đây cho nó khỏe đi. Vậy là anh em mình sẽ lấy cái gọng kia đổ đây luôn. Đây không gian sẽ rộng hơn. Dạ rồi. Sao em anh Khiên hả? Ừ. Dạ, anh đi hả? Để anh kéo vào đây đi. Đắng lại lại. Đúng rồi. Đưa đây. Kéo lại tới đây. Dùng quá. Mặc dù rất là cực khổ, nhưng mà bà cậu đãi cho anh em mình bài cá này. Rất là mừng. Mình sách này, để đâu hả? Rồi đi ha. Bước trước rồi mày cái đi.
qua đây à. Lắm á. Mấy con này nó đang mệt đó nha, thì nó sẽ lội một hồi nó nhả nước ra, nó, cái bụng nó căng vậy nè là nó đang uống nước nhiều lắm. Thì một hồi nó sẽ nhả nước, nhả hơi ra, nó mới khỏe, nó mới lội được. Chứ thôi là nó nằm ngửa vậy đó, nó lật vậy đó. Thế vậy chứ không sao. Anh em mình sẽ đi cuốn thêm một tay lưới nữa. Mong rằng sẽ trúng được nhiều cá, quay thêm được nhiều video hay để cho cả nhà xem. Còn con anh ha. Vậy rồi, Tùng tạm kết thúc video này đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này. Tùng và anh chị hai, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo.